sau một thời gian phải tạm dừng do chưa đủ thủ tục cũng như chưa có phương án chữa cháy, dịch vụ hộp ngủ tại sân bay Nội Bài, Hà Nội sắp được mở lại. Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có văn bản chấp thuận để Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Hàng không Việt Nam triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách muốn có được không gian riêng để nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi lên máy bay. Trước đó, ngày 22 tháng 7, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hàng không đã khai trương dịch vụ hộp ngủ tại nhà ga T1 Nội Bài. Nhưng đến ngày 25 tháng 7, Cục Hàng không đã kiểm tra và chỉ đạo tạm dừng khai thác do việc bố trí dịch vụ này chưa tuân thủ các quy định. Cụ thể, tại thời điểm đó, Cục Hàng không chưa nhận được các báo cáo về phương án, quy trình khai thác, phòng cháy chữa cháy, bản vẽ bố trí mặt bằng của dịch vụ trên nên chưa có văn bản chấp thuận. Đến cuối tháng 9 năm 2014, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã có báo cáo về mặt bằng bố trí vị trí lắp đặt hộp ngủ và đề nghị cho phép mở lại dịch vụ. Hiện đơn vị này đang chuẩn bị công việc cần thiết để khai thác trở lại. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ cung cấp dịch vụ Wi-Fi miễn phí tại nhà ga T1, đồng thời bổ sung thay thế 500 xe đẩy hành lý, tạo sự thuận tiện cho người dân.